Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, cả nước tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại 39 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.556 ca ghi nhận trong cộng đồng. Trong ngày 9 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 9.340 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày có 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và chiều nay có thêm 360 ca tử vong do COVID-19 được công bố tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai, Long An, thành phố Cần Thơ, Bình Định, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Hà Nội, Khánh Hòa và Tây Ninh. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 219.745 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 75.920 ca. Nhằm vét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội đã họp trực tuyến với một số đơn vị trọng điểm triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người và khu vực nguy cơ cao. Kế hoạch xét nghiệm lần này nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh trong các khu vực nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và lây lan. Từ đó, đánh giá tình hình trên địa bàn và có các biện pháp phòng chống kịp thời. Đồng thời, việc xét nghiệm phải bảo đảm giãn cách, không tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Đối tượng lấy mẫu gồm người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao, thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố, nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh gồm người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp. Hà Nội dự kiến lấy khoảng 300.000 mẫu nguy cơ cao tại 30 quận, huyện, thị xã căn cứ theo tình hình dịch bệnh. Trong 7 ngày, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội một lần nữa khẩn thiết đề nghị người dân nếu xuất hiện triệu chứng bệnh cần khai báo y tế để được xét nghiệm miễn phí. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa triển khai chương trình hỗ trợ dành cho cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc với tên gọi Đồng hành cùng ngành y, chung tay vượt đại dịch với tổng chi phí hỗ trợ là 1.670 tỷ đồng. Chương trình với các gói ưu đãi về tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống quy mô 5.000 tỷ đồng, nhu cầu nhà ở quy mô 20.000 tỷ đồng và gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ miễn 100% các loại phí. Ngoài ra, BIDV cũng tài trợ 100.000 bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện, cơ sở y tế, triển khai một loạt chính sách hỗ trợ các nhóm khách hàng là cá nhân doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến trong năm 2021, BIDV chủ động giảm lợi nhuận tương đương khoảng 6.100 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng.